Ông giấc giả mà vui á, cũng có lý. Vậy thì khi mà chúng ta cúng cũng thấy nó hơi trở ngại, khi mà chúng ta ra về nó cũng hơi trở ngại, cái này cũng giống như ông cố thử mình đi quý vị, phải không? Bây giờ là người thì là 8 giờ, người thì 9 giờ, 10 giờ. Rồi người thì ra trước, rồi đi qua cầu bên kia. Người thì mất chồng, người thì mất vợ, thì rất là đất. Nhưng mà cuối cùng là lên xe, thì mình có niệm Phật, cái là bỏ hết trơn không? Như vậy thì mới đáng qua câu giảng của Đức Thầy là tánh thường lương, vẻ mặt vui tươi, như vậy mới đáng tín đồ Phật giáo, phải không quý vị? Phải không? Thì là ủng hộ đồng hóa vai, thì lấy tinh thần là quý vị. Thì quý vị nhớ là đồng đạo Hồng qua thiếu nợ cái gì quý vị đòi luôn. Chẳng bữa nay mình về đâu các bác. Phải không? Phải không? Phải vậy thì ủng hộ cho đồng phát lai, cho tôi giới thiệu qua cho đồng đạo Hồng. Để rồi trả nợ cho quý vị dài dài về 8 ngàn. Chiếc này tôi thấy thế vị cho điểm cao lắm quý vị đi mơ mà ngủ giấc giả ha. Mà không ai than hết trơn hết. Rồi nãy giờ về đó thì nó ngay cũng có cái chuyện hơi khó mà ai cũng vui vẻ từ được quan hỷ hết trơn, phải không? Cho nên tinh thần phải nói mình tu rất cao, thấy gì em mà quá em thì thôi thì nói vậy nghe không, thôi cũng giới thiệu qua cho một đồng đạo nhắc qua lời cho một thầy để bắt cái nhịp cầu để rồi cho đồng đạo Hồng để rồi trả nợ cho quý vị cái chuyện mà ngày hôm qua nói đạo chưa hết. Thì ở đây đồng đạo Diễm có một tinh thần để rồi nhắc qua lời cho một thầy không, đồng đạo Diễm? Không, đọc để bắt cái nhịp cầu thôi. Vậy thì kính mời quý vị đồng đạo ủng hộ cho đồng đạo đồng phát lai quý vị. Vậy thì tân trọng kính mời và kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ còn dấu chi đâu, đây đến đó không lâu mà chờ. Năm dặn nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mèo như tơ gói cuồng. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lý tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương gồng lộn ê hề. Thấy mèo kêu ghét tới sầu bi, tới gà về ổ vậy thì bình an. Cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt mãi thiên cơ chẳng dám bài. Gắn nút dưới hang coi ngựa chạy, thì ngồi trên ngựa ngó gà bay. Đông Tây trộn vốn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất chở thay. Nhân vật 10 phần hao 7 8, thằng tiên thấy vậy cũng châu mày. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua quý vị cũng được lắng nghe anh đồng đạo Diễm nhắc qua lời trong một thầy. Tất nhiên cái bài này phải nói hết sức là hết. Vậy thì tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức đoàn những đồng đạo cho gần đó lời thành thật cảm ơn anh đồng đạo. Vậy thì tiếp theo tôi xin giới thiệu qua đồng đạo Hồng đến đây để lại làm cái phần sự của mình, để được trao đổi qua lời cho ngọc của Đức Thầy để trên đạo đường chúng ta trở về 8 ngàn. Phải nói nghe đồng đạo Diễm đọc cái bài rồi phải nói hết sức là chí lý quý vị. Kính mời đồng đạo đến đây để làm phần sự của mình. Tăng trọng kính mời và kính mời. Mình làm sao cho bà con của mình về chuyến này là phấn khởi tinh thần để rồi lo tu cho nó kịp với cái thời gian
sắp tới đây mà vừa câu giảng đến thầy để giới thiệu mà đồng đạo Diễm này nhắc lại đó, bây giờ đó là còn nửa chi đâu, từ đây tới đó không lâu mà chờ đó cô bác, không còn lâu nữa, cái nghĩa là không lâu tất nhiên là nó mau chứ không có gì trơn trại, vì tiếng này phải tu khiết cho tu gấp. Thì cũng nhận thấy đồng đạo rồi vị trí rồi đến diễn đàn để làm chứng minh khi đồng đạo là một chữ mong ủng hộ cho đồng đạo một đoàn phát tay chứ gì, tại vì tinh động kính lời và kính lời. Bán cái là vô cái chỗ không à? Chiếc chưa nằm rồi. Mới giới thiệu có mấy câu chiếc chưa nằm nữa à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Đức Thầy. Kính thưa đồng đạo Sa Gần kính mến. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng là ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần, cũng là cái ngày chúng ta là bộ phận đã xong, kính đi lễ Đức Cố đã xong. Thì trên đoạn đường đi trở về thì chú Hai cũng có giới thiệu em cháu lên cũng chia sẻ với quý vị một cái đoạn ngắn ngắn để cho quý vị góp nhẹ vào lòng để cho tu kịp thời gian sắp tới đây. Thì trước khi làm phần sự cúng nguyện hồng an tam bảo và mười phương chư Phật và quay lưng của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan phụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh cho em cháu lời nói đạo này được bao nhiêu công đức hồi hướng cho cúng nguyện các tổ ông bà của quý vị trên xe được thoát chốn mê đồ giảng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nãy đồng đạo Diễm đọc cái bài đó đó, thì mèo kêu giết tới sầu bi đến gà về ổ vậy thì bình an. Thì em cháu xin giải cái đoạn này cho quý vị nghe từ Sài Gòn và khắp chợ cho quý vị là ai ở chợ nào có phước thì là cũng để, là cho hiểu biết rằng mà là gán lo tu, còn chợ nào như thế nào thì quý vị góp nhẹ vào lòng và lo tu. Thì em cháu xin đọc hết một đoạn văn rồi em cháu giải trong đó cho quý vị nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Sài Gòn quanh hiu Bạc Liêu tiệt gốc Châu Đốc dở giang Tân An không chủ chợ thụ vắng người tháng chín 30 có thiền bát nhà đầu tại Long Châu Bến Tre thảm sầu Mỹ Tho ngủ phước Trà Vinh khóc mướt Lớn nhỏ lao sao Gán chài cho mau Vô chùa mà trốn Cần Thơ hết vốn Hết gạo hết tiền Tại tỉnh Long Xuyên Ghe thiền không bên Nhà giàu có không có cơm ăn Tại tỉnh Sóc Trăng sống thằng nói dày Ruộng không người cây nhà cửa hoành hiu Ruột thấp chín chiều con kêu cha mẹ Ngó qua dạch giá chờ nọ bất hoàng Nhưng phải bình tĩnh mới khỏi đau binh. Tôi muốn làm thân không thèm nói nữa. Thủ dầu bị lửa bên các tan quan nước tràn nổi dày. Mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên. Đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dài. Bầy dê đang chạy kỹ nhảy vô gực Trước mặt đám đứng sau lưng đám ca Chợ quán hết đông mặt ông xế chiều Gò công tan nát thì thành sớ dơ Mấy cậu còn thơ mấy cô thiếu nữ Đừng ham hung dự thú hùm không kiên
tại tỉnh Hà Tiên, tỉnh ấy nước lụt, châu bò lúc nhúc lưu mái liều biều, nước hẻ nước tiều Quảng Đông chút kiên, lạ lối nhiều tiếng lăng liếu khó nghe. Lúc này biết lăng liếu nhiều tiếng lăng liếu khó nghe, chị nào biết tu lúc này mấy phè, chừng nào chó đẻ mới tới việc này. Tôi chẳng láo ai, hết kêu đất trời sao không xét thôi. Đây nó quên rồi quý vị, bây giờ mình xin nhắc hết cái đoạn này cho quý vị nghe, chứ nó còn vài câu nữa là nó hết một cái đoạn văn. Thì là ông sư giải bán phai, ông cái này là của ông Tiền Lão, là của ông sư giải đó quý vị. Nhưng mà ông cho chúng ta biết rằng là Sài Gòn đó là quạnh yêu từ năm đó là sủ vừa rồi đó, là tới năm nay đó là từ từ Sài Gòn không còn một bóng người nữa quý vị. Ông nói Sài Gòn đó là quạnh yêu, Bạc Liêu tiệt gốc, ai ở Bạc Liêu là gán tu nha, để mất cái gốc đạo nha, mất cái xứ đạo của chúng ta mà là không tu rồi từ từ giết bỏ mất gốc nha quý vị. Sau này là mất gốc rồi thì phải khổ não, giặc giả chiến tranh và các thú dữ, thì tới chừng đó chúng ta mới là than thở, mà là than thở thì không ai cứu nha quý vị. Thành thử ra ông nói Bạc Liêu tiệt gốc, châu đốc dở dang hết trơn, là châu đốc sau này đó là nghe chăng, đó là nghe chăng cái chỗ mà là để xử trảm đó nghe quý vị, để phân xử đó nghe quý vị. Còn trong nhà bàn là cái chỗ đó là cái chỗ thi, trong nhà bàn thiên hạ đến thi là trong nhà bàn là thi, còn phía trước đó là để xử trảm, là xử những người bạo ngược và những người là ngang tàn và những người phản đạo đó. Thành tử ra phản với đất nước thì sau này là cái châu đốc đó sau này là không còn một bóng người. Tại vì ông ba ông cho biết rằng là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ gian giáo máu tràn thành sông, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi ông cha, lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Đó, cho chúng ta biết rằng là sau này đó là nó thay đổi hết, thay đổi cảnh giặc hết. Đó, rồi là cái cánh châu đốc, châu giang, châu phú sau này đó là không còn một bóng người nha quý vị. Thành thử ra là mình phải nên đó là ai ở châu đốc, châu giang, châu phú thì nên cố gắng mà lo tu, chứ để thời gian đó là nó đụng vô tới chuyện rồi chúng ta không thể nào sống được. Đó, thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng, chứ là ông nói châu đốc sau này đó là mình đó là cái mặt tiền là trong phạm vi 4 dinh ông khẻ đó, là cái châu đốc là cái mặt tiền đó. Mà mặt tiền mà chúng ta không tu thì là coi như chúng ta không thể nào vô trong phạm vi 4 dinh ông khẻ được. Thành thử ra ông nói châu đốc dở dang, tăng ngang không chủ, là cái trời tăng ngang đó sau này không ai làm chủ hết trơn nha quý vị, không ai làm chủ hết. Tại vì đó là dịch bệnh này nó tấn công là chết hết, hoặc là giặc giả chiến tranh tới chạy bỏ nhà bỏ cửa hết, thì cái chợ nó không còn một bóng người. Thì ông nói tăng ngang không có chủ, rồi ông nói chợ thủ đó thì vắng người đó, chợ thủ vắng người thì nó như là chết muốn hết rồi, còn một hai người đi le que le que. Thử ông nói chợ thủ vắng người, tháng 9/30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Là Long Châu là ngay chân hồi nãy chúng ta là lễ ông cố là bên chợ Long, bên chỗ Long Châu đó quý vị, mà nãy mình không có đi bên đó, mình chỉ có đi bên số 5 bên này thôi. Thành thử ra ông nói có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu, rồi ông nói Bến Tre đó thảm sầu, ai ở Bến Tre là phải gán lo tu nha, chứ sau này là khổ dữ lắm. Là nó đi trước, bây giờ là theo á là ở Bến Tre đó là có nhiều người ta nói ở Bến Tre giờ không có nước uống đâu quý vị, rồi là gà vịt bây giờ nó chết đồng loạt luôn quý vị. Thì em cháu cũng nghe là Bến Tre bây giờ đang khổ đó quý vị. Thành thử ra ông nói Bến Tre thảm sầu đó, rồi ông nói Mỹ Tho Phú Phước, ông nói khắp nơi trơn được có cái chợ Mỹ Tho quý vị. Mà ai ở dòng họ ai mà có ở chợ Mỹ Tho là có lý, mà cũng phải gán tu nha, chứ để tới chừng đó mình nghe ông nói có lý mà tới chừng đó không tu rồi thì mình cũng tiêu luôn. Tại vì nếu ông nói có lý nhưng mà ai tu mới còn,
còn ai không tu là tiêu luôn. Thành tử ông nói Mỹ Tho hữu phước, Trà Vinh khóc mướt hết trơn nha. Trà Vinh sau này đó là cha chết, mẹ chết, con chết rồi khóc, nó nói rồi lớp giặc giả chiến tranh, rồi các xuống dữ, nó đủ cách hết trơn. Thành thử ra ông nói Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ lao sao gán chạy cho mau vô chùa mà chốt. Ông kêu chúng ta chạy mau vô chùa chốt, mà chùa bây giờ nó đâu có chứa mình quý vị. Theo là cái lễ năm cố này thì cho chúng ta tạm thời vậy thôi, chứ là theo cái tháng 6 năm canh năm sủ vừa rồi đó là nó không cho mình ra khỏi nhà nữa, sao vô chùa mà chốt được. Mà dịch bệnh này chùa ta đóng cửa chứ đâu cho mình chạy vô. Nhưng mà cái chùa là cái chùa, cái nhà của chúng ta có thờ Tam Bảo của quyền và bằng thông thiên cũng như là cái chùa, thì là chúng ta ở trong nhà chúng ta lo cúng lại và lo niệm Phật. Thì ông nói gán chạy cho mau vô chùa mà chốt. Người Cần Thơ hết vốn nha quý vị. Cái Cần Thơ mà cái tỉnh là cái thành phố Cần Thơ quý vị biết, tẩy tẩy không mà làm sao hết vốn được, mà làm sao hết tiền. Thường thường tới nói Cần Thơ gạo trống nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về, chứ là chỗ đó là tỷ tỷ không mà làm sao mà nói hết vốn, mà có ai tin không quý vị? Trên xe này có ai tin không quý vị? Có ai tin không? Tin thì vỗ tay coi. Trời ơi. Thành thử ra ông nói Cần Thơ hết vốn, hết gạo, hết tiền. Và sau này đó là cái Cần Thơ nó khổ, là về tiền bạc đó là không còn gì chứ, tan nát nhà cửa chứ. Thành thử ông nói Cần Thơ hết vốn, hết gạo, hết tiền, rồi tới tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không có bến. Mà quý vị biết rằng là đụng chuyện vô rồi là gom về Long Xuyên qua Hòa Hảo, qua cái tỉnh lợi về cái tỉnh Long Xuyên, mà là sao mà ghe thiền không có bến. Tại vì á, cái cơ ông cho biết rằng đó là sau này đó là nước nó ngập, nó ngập. Mà ông ba thì ông nói giàu thì lợi sắp cái nghèo thì sắp xuồng, giàu lợi sắp ghe, chờ cho nước lớn mà chèo te lên dòng. Tới chừng đó đó là nước nó ngập, nó ngập là nó lúc. Thành thử ra là Đức Thầy cho biết rằng sau này là nước nó ngập tới ngọn cây sao ấy ở Tô Đình đó. Còn ông sư giải Quán Phai thì ông cho biết là chúng ta phải ngập lụt 5 năm và 6 tháng. Ông nói 5 năm 6 tháng lụt ngoạt cơ hàng thử, non lịch đài mai gạn tu mi, phải niên hòa địa nhân hình thủ, núi ngự hoàng sang đạt đến đi. Và tất nhiên là cho chúng ta biết sau này đó, là chúng ta phải ngập lụt 5 năm và 6 tháng. Thành thử ra là tới chừng đụng chuyện vô rồi đó là về cái tỉnh Long Xuyên đó, là ghe thuyền đậu không có chỗ đậu, đậu lung tung hết trơn. Thành thử ra ông nói là tại tỉnh Long Xuyên ghe thuyền không có bến, nhà giàu có không có cơm ăn. Mà quý vị biết rằng Long Xuyên là cũng có thành phố nữa, thành phố Long Xuyên mà ông nói không có cơm ăn là quý vị tin không? Tin không quý vị? Thành thử ra bây giờ ông Phật ông nói trước hết trơn mà chúng ta không có tin. Rồi tới chừng đó đó chúng ta mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Thấy không? Tới chừng đó rồi mình mới thấy cái cảnh khổ đó, rồi mình mới là hối hận thì nó đã muộn rồi. Thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng và lo niệm Phật và cúng lại và ăn hiền ở lành. Ăn hiền là phải ăn chay nha quý vị, chứ còn mà còn ăn mặn là chưa có ăn hiền nha. Thành thử mình còn cắt cổ lột da ta là không còn không có hiền được. Thành thử ra bây giờ ăn hiền là mình phải ăn chay, về gắng ăn chay. Đặng vô cái hội Long Hoa này là phải ăn chay mới vô được, còn nếu chúng ta không ăn chay là không thể nào vô dự hội Long Hoa. Thành thử ra mình nên cố gắng. Thành thử ông nói tại tỉnh Long Xuyên ghe thuyền không bến, nhà giàu có không có cơm ăn. Rồi ông nói tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy. Cái tỉnh Sóc Trăng là quý vị biết nha, là nói thí dụ bão thì sóng gió nó vô bình thường thôi, còn này ông nói sóng thần là sóng dữ lắm đó nghe quý vị. Sóng thần là ông thần coi như là trên trời đưa xuống, là sóng thần quý vị biết là nếu chịu rồi đó là nó dập là coi như là lầu phố gì là nó chụp hết trơn luôn. Cũng như là ngày xưa đó là có cái nham thạch nó rớt xuống đất nước đó là Nhật đó, là cái nham thạch đó nó rớt xuống biển rồi xong là nước nó tràn lên đó, quý vị thấy nó chụp lên cả lầu phố gì nó tràn hết trơn, là chết biết bao nhiêu con người ta mà nói không. Thành thử ra ông nói là tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy,
ruộng không người cấy, tới chừng đó chết hết rồi ai đâu còn mặn ruộng nữa đâu cấy, à, chết sạch hết rồi còn mặn ruộng đâu nữa cấy, nó thành thử ra ông nói ruộng không người cấy, nhà cửa quạnh hiu, ruộng thắt chính chiều con kêu cha mẹ, đỡ lắm cần sót được vài người à, đó, người đói người không có là mặn ruộng được thì đói, ông nói ruộng thắt chính chiều con kêu cha mẹ, ngó qua dạch giá chợ nọ bất hoạt. Người nói qua dịch giá là phe mình dưới đó nha. Đó, nhưng mà ông nói có qua dịch giá chợ nọ bất hoàng, nhưng phải bình tĩnh mới khỏi đau bình. Là bây giờ ông kêu mình bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào? Bây giờ dịch bệnh là mình đừng có sợ, mình gắng tu đi. Chứ mà là thấy dịch bệnh rồi mình không lo tu rồi là không có bình tĩnh là cũng phải nhiễm bệnh vào chết hết. Thành thử ra là mình phải là ai ở dịch giá là phải bình tĩnh, là bình tĩnh là phải gắng lo tu. À, bình tĩnh là mình phải suy nghĩ là cái tu nó sẽ thoát khỏi cái dịch bệnh này, thành thử ra là mình phải gắng mà lo tu, chứ không đó là cứ chạy theo đời, theo đời là mình không có bình tĩnh là mình chạy theo đời là nó sẽ nhiễm vào bệnh này là mình phải chết thôi à. Đó, thành thử ra bây giờ là mình ở dịch giá mà là còn phóng phóng là ăn chay thời gian mà rớt là có chừng lụm luôn đó nha. Nói này nói nhắm ngay đồng đạo Diễm đó. Anh tử nên cố gắng nha. Ờ à, cho trường phải không? Chị là có lý rồi. Thành thử ra là phải bình tĩnh là mình phải là ăn cho trường rồi nghỉ, rồi bây giờ mình phải bình tĩnh là suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại giờ cảnh khổ nó tới tới rồi. Ông nói là khổ thảm chiều mai sẽ tới mà. Nó tức là mình đâu có biết chiều và ngày mai nó sẽ tới. Nhưng mà là mình là còn mê hoài thì là chúng ta không thể nào là thoát khỏi cái bệnh khổ này. Mình thử ra ông nói chợ dịch giá, chợ nọ bất hoàng nhưng phải bình tĩnh mới khỏi đau binh. Rồi ông nói tôi muốn làm thinh, không thèm nói nữa. Thủ dầu bị lửa, là thủ dầu một cái quý vị sau này là nó cháy lửa, cháy khủng khiếp luôn đó. Mà có đoạn Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là nước kia, lửa nọ tưng bừng cái chân. Tại vì là cái lửa này đó là nó ngập lụt mà là tại sao mà có lửa cháy. Thành thử Đức Thầy mới nói là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nạn tai. Thời cũng tại không lo tu niệm, cứ mãi mê ngạo biến và phe phan. Đến nay là vũ tai này, tam thiên lục bá sắp tràn hay chưa. Chứ duyên là mình còn mê, thấy người ta cúng lại rồi mình cười chê người ta. Nếu chúng ta cười bao nhiêu thì chúng ta khổ bao nhiêu. Tại vì người ta đã tỉnh rồi, người ta đã tỉnh, người ta đã giác ngộ, người ta lo cúng lại. Từ đó giờ người ta là không có tu đi, người ta còn chạy theo đời. Bữa nay ta đã tỉnh, người ta lo cúng lại thì mình cũng đừng lên cười ta. Nó mình phải là dòm cái người đó, mình để sôi lại cái bản thân của mình. Chứ mình là cười ta là mình còn mê, mình cười ta, người ta đã tỉnh rồi đó. Mình thử Đức Thầy nó cứ mãi mê, ngạo biến và phe phan. Phe phan là ta đây giàu có, ta đây có tiền của. Nó thành sau này chúng ta sẽ khổ, là không ai cứu chúng ta. Thành thử ra là ổng nên kêu chúng ta phải nên cố gắng và lo tu. Chứ là mình là nào giờ mình cái cơ trời này, nào giờ quý vị có thấy dịch bệnh gì mà tấn công toàn cầu thế giới không? Mà bây giờ là cho biết rằng là Biển Đông bây giờ là thế giới nó đang khởi động chiến tranh nữa rồi. Mà chiến tranh này là ổng nói là buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo khối mịt mù dân sát đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lực bụng. Mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngọn tỉ chiều mới nô nút sụp sôi, bầu trái đất như một phen lương chuyển. Bây giờ quý vị biết rằng là cuộc đời nay như ngựa buông dây cương là không còn Liên Hợp Quốc nha quý vị. Con ngựa này nó cắt dây cương là rồi là nó muốn chạy đâu nó chạy. Không thể kìm được. Mà giặc giả chiến tranh rồi thằng này binh kia kia binh nọ rồi nó quánh lạng sạng hết thì nó không thể nào ngưng được. Thành thử ra chúng ta phải nên là cố gắng. Mà tới chừng đó ông nói mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nước sụt sôi, bầu trái đất một phen lương chuyển. Quý vị biết cái bầu trái đất của chúng ta đó, cái mặt nước biển là nó lớn, chúng ta đất liền không có bao nhiêu mà biển là nhiều. Rồi là đất liền với nước đó thì nó coi như cái trái banh mà nó giữ cái độ đó là nặng ở dưới. Mà khi mà là cái là hạt nhân mà nó buông ra rồi đó là nước nó bốc lên. Nó bốc lên thì cái là cái mặt ở dưới nó nhẹ, nó phải lộn đầu.
coi như cái trái banh vậy đó, nó lộn đầu lại. Thì tới chừng đó chúng ta mới là tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm là nó lộn đầu. Nó ổng thành thử ổng nó bầu trái đất mới một phen lưng chuyển là nó lộn. Chuyển là nó lộn lại. Thành thử ra là tới chừng đó chúng ta tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm. Mà nếu ai không tu đâu thì các thú dữ ở trên núi nó xuống là lụm hết trơn nha quý vị. Thầy cho biết rằng là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đo, ai mà ăn ở ngưng ngang đó đón đường nó bắt xé tan xác hồn đó. Nó xé tan xác hồn chân đó, mà là mình không tu đó thì tới chừng đó tối trời tới đất 7 ngày 7 đêm là nó ra là nó lụm chúng ta. Mà ông ba cho biết rằng là đạo vợ chồng con cháu buộc đùm nghe quý vị, ngủ nửa đêm thức dậy mà sức đùm không có hay là ăn cọp nó lại nó gỡ ai không tu là nó gỡ hết trơn. Mà tới chừng đó gọi là thức dậy gọi là lạ quê lạ cảnh lạ cả tiếng nó cười, mặt ngà mài ngơ ngáo như người cuồng phu với nghe quý vị. Tới chừng đó là nó thay đổi cảnh vật hết trơn, nó không là đất bằng phẳng hết trơn. Còn đức thầy cho biết rằng là cho chúng ta biết rằng là tới chừng đó đó âm binh gào khóc trên không, ba đêm vượt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin. Ông nói cho chúng ta biết rằng tới đường đó là nổ trời đó. Tới chừng đó là nổ trời là chúng ta lỗ tai chúng ta ra máu là tối trời tối đất. Mà đức thầy cho chúng ta biết rằng là ba đêm vượt trước mênh mông cứu người là ba đêm này là tới chừng đó tối trời tới đất 7 ngày 7 đêm. Mà ba đêm vượt trước là vượt trước các cái thú dữ đặng cứu chúng ta đó. Mà là nếu chúng ta không tu thì là đức thầy không có cứu chúng ta. Mà nguyên cả vũ trụ này nè có mình anh đức thầy à, có mình anh đức thầy à. Thành thử đức thầy mới nói ba đêm vượt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người. Ông la gì đó mà không còn giật, không có giật mình mà lo tu, còn mê cứ là chạy theo đời hoài. Ông nói núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tên tin. Di là dời, sơn là núi, hải là biển, là dời non lấp biển sau này đó, qua đời tự cổ là đất nó bằng phẳng, không có còn kinh gạch như là chúng ta bây giờ đâu. Đó, mà cũng không có còn làm ruộng nữa. Tới chừng đó không có mặn vậy chứ, chỉ lo tu thôi. Tới chừng đó là y thực muốn chi có nấy rồi, khỏi nhọc nhằn lo việc sinh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài. Tới chừng đó ai mà được có điểm phúc vô đời thượng cổ cũng ngon lắm nghe quý vị. Mà đừng cho gớt đời thượng cổ là có lý à, là tại vì đức thầy nói tu mà gớt hạng thứ sáu là quá dở. Hạng thứ sáu là làm văn Phật quốc hưởng sự thái bình. Tới chừng đó y thực muốn chi có nấy, khỏi nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Tới chừng đó muốn ăn cái gì thì ước là có, ước là có. Bây giờ mình gán đi, gán ăn rau, ăn cháo đi. Đó. Ông nói dương trần sớm liệu bắp phai, cháo rau đợi dạ tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liễu mai. Phải gán trì trí nha. Chứ ăn chay ăn là rau gác, ăn vài bữa ăn không nổi, gớt là tiêu. Đó. Thành thử ra là ông kêu chúng ta phải gán trì trí mới được. Tại vì mình suy nghĩ ăn là để sống thôi, chứ không phải sống để ăn. Sống để ăn là những cái người ta không có tu đó, người ta giàu có, người ta có là tiền đó. Ta sống để ăn là ta để thưởng thức món ngon vật lạ, rồi sau này người ta khổ. Còn mình bây giờ là mình nghĩ rằng mình ăn để sống, để lo tu. Chứ là đức thầy cho chúng ta biết rằng là đến đây là đến cái trường thi, đậu hay gớt gì ở cõi này nè. Chứ không phải đến đây tạo danh, tạo lợi, tạo vật chất, rồi chúng ta phải làm tội cho nhiều, rồi trở về địa ngục. Mà đời này đức thầy cho chúng ta biết rằng là không tu đó thì có thể là tan xác và tan hồn luôn nghe quý vị. Tan xác và tan hồn luôn. Mà nếu mà chúng ta có làm tội đó, suốt địa ngục 2.000, 3.000 năm còn có tương lai lên. Nhưng mà đức thầy cho chúng ta biết rằng là tan xác và tan hồn luôn. Ông nói gian tà hồn xác cũng tiêu nghe quý vị. Nó rồi nãy ông nói hổ lang á thú buôn bày đó, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn đó. Thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng. Còn nếu mà chúng ta mà là không tu đó thì chân nữa chúng ta thành cái cục đá đó quý vị. Cục đá nằm ở ngoài trời đó. Ông nói, ông cho chúng ta biết rằng là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con.
là chúng ta nằm ở ngoài trời 10.000 năm lẻ không có cái nhà, đi cục đá sao có cái nhà, nằm ở ngoài trời đó chịu đựng 10.000 năm sao? Mà là Đức Thầy cho chúng ta biết rằng có 2.000 năm mà nó quá trời lâu rồi, mà ông nói tới 10.000 mà còn thêm năm lẻ nữa, không biết là bao nhiêu năm lẻ nha. Thành thử ra ông nói 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, thành ra thành cái cục đá nằm đó hoài chịu đựng. Thành thử ra đời này mình nên cố gắng và lo tu. Rồi mình bây giờ mình trở lại cái bài hồi nãy. Thành thử ra ông nói là thủ dầu bị lửa, bến cát tan quang, nước tràn nổi dậy. Thì nãy là mình cũng giải qua cái đoạn nước đó không, mà bây giờ nước nó tràn nữa. Nó tràn nữa thì là có đoạn là ông ba ông nói Sài Gòn Nam Định, ai ngờ nước đâu mà lại lỡ bờ nước cây trên Sài Gòn, là bị Sài Gòn hoặc là ở đâu cũng vậy, ngập lúc hết trơn. Thành thử ra ông nói nước tràn nổi dậy, mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dài. Là mấy cái đứa nhỏ nhỏ lớn lên nó chưa hiểu về đạo đức nữa, nó cứ là tập nhiễm lợi danh, cứ theo là chơi bời hút chích và là xăm mình mấy nha, đề mình hết, rồi chịch ra là giác dao chém luôn. Thành thử ra là ông cho biết rằng mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dại. Rồi bầy dê đang chạy khỉ nhảy vô rừng. Bầy dê là ai? Là phe của chúng ta. Sau này Đức Thầy gian về là cái dùng là trong phạm vi 4 dinh đông thẻ để chúng ta mới có đường sống. Đó, là gian, là gian khỏi ra khỏi dùng khổ não vật giả chiến tranh và các xúc dữ. Đó, ông nói bầy dê đang chạy khỉ nhảy vô rừng, trước mặt đám đưng, sau lưng đám cát. Rồi ông nói chợ quán hết đông nghe quý vị. Sau này là cái chợ không còn là đông đảo như là bình thường chúng ta. Thành thử ông nói chợ quán hết đông, mặt ông xế chiều, Gò Công tan nát, Thủy Thành sơ dơ. Ai ở Gò Công là sau này bom đạn nó dội là tan nát cho nghe quý vị. Đó, là ông nói Thủy Thành sơ dơ. Ông nói trả lời mấy cậu còn thơ, mấy cô thiếu nữ nữa, đừng ham hung dữ, thú hụt không kiên. Sau này là nãy ông nói là hổ lang nó xuống đây, đó là nó lụm hết, ham hung dữ là nó lụm hết, không kể trời cao đất rộng là gì. Tất nhiên là cha mẹ nói lại là thậm chí giờ đời này đó có người đó là làm con chữ cha mẹ luôn. Thì sau này ông nói là đừng ham hung dữ, thú hùm không có kiên. Sau này nó xuống nó xé, nó xé làm hai làm ba con nó nhai nuôi nuốt sống hết trơn đó, rồi là cho mà ham hung dữ, thấy không? Thành thử ra bây giờ là mình phải gắng lớn lên, phải tập nhiễm đợi danh, tập nhiễm đợi danh, rồi là nên tật xấu che mờ thiện tánh hết trơn, rồi thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Ông Phật ông nhắc lại cho chúng ta cho mình lớn lên rồi thường thường là đi tập nhiễm đại danh, là theo á là giặc chắc dân minh chiều chủ người chạy theo đời. Thành thử ra ông nói là đừng ham hung dữ, thú hùm không kiên. Rồi tại tỉnh Hà Tiên, tỉnh ấy nước lục, là hồi nãy ở Sóc Trăng thì sóng thần nổi dậy phải không, bây giờ tới Hà Tiên là nước nó lục cơ quý vị. Rồi trâu bò lúc nhúc cái chân đó lội lết nghển trơn, rồi nó lu mái liều bèo, là nước nhiều quá rồi lưu máy nó trôi liều biều trắng. Cũng như là bây giờ quý vị giờ qua Trung Quốc mà là hồi năm canh tí rồi rồi đó, là nhà cửa xe cộ gì nó trôi như bèo ở trơn đó, thấy không? Ông nói là châu bò lúc nhúc lưu máy liều biều, nước hạ nước tiều Quảng Đông chúc kiến. Là tới chừng đó nó gom 3-4 nước ở chỗ đó đó. Ông nói nước hạ nước tiều Quảng Đông chúc kiến, la lối nhiều tiếng lăng liếu khó nghe. Tới nó nói chuyện mà tiếng của nó không, mình người Việt đâu có nghe được. Thành thử ra ông nói la lối nhiều tiếng lăng liếu khó nghe, chị nào biết tu lúc này mới khỏe nha. Giờ trên xe này ai tu rồi tới chừng đó mới khỏe coi vậy. Cho đầu bắt tay coi giờ hết bài rồi không vô bài. Rồi ông nói là chừng nào chó đẻ mới tới việc này, tới cái năm con chó là tới là nó góp gáo tới đó đó quý vị ơi. Thôi giờ mình giải tới cái đoạn này rồi cũng chấm dứt cái bài này.
và giải qua thêm một cái bài khác cho quý vị nghe. Thì giải hai bài nữa rồi tới thay đổi bầu không khí tới chú hai nha. Bây giờ em cháu xin giải qua một cái đoạn tháng. Ông chưa giải bài cho chúng ta biết rằng đó là: ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy chồng bá tánh nhộn nhàng lắm thay. Năm ngọ chưa thấy nạn tai, năm mùi lao khổ lắm thì gian ơi. Tháng ba bệnh khổ đứng ngồi, tháng tư phải động một hồi chúng sanh. Mau mau cố thủ làm lành, chí công tu niệm không thành cũng ưng. Gỡm nó tháng năm bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng sáu lấy lừng âm binh. Tháng bảy đá nổ ầm ầm, bước qua tháng tám thay nằm làng khang. Tháng chín dân chúng nào an, không thần giáng xuống không toàn đứng đâu. Tháng mười nhiều việc ly kỳ, hổ lan thú vị thì nhảy ga. Chạm lòng chiều đều lão suy ga, nhân sanh từ trẻ đến già không an. Bây giờ em cháu xin giải sư chương cái đoạn này cho quý vị nghe. Chứ như là ông nói ngồi buồn đó, ông nhớ đến chúng ta sắp sửa chìm trong biển khổ, là ông buồn, ông Phật mà ông buồn rồi thì quý vị, ông nói là ông mà buồn rồi là bá tánh bốn hướng không có an đâu. Thành tử ra là ông buồn rồi là chúng ta phải gắng mà lo tu, chứ để là nó tới gọi là ông Phật ông không có thể cứu được. Tại vì Đức Thầy dạy chúng ta từ năm 1939 tới giờ mà chúng ta còn mê chạy theo danh lợi hoài. Mà Đức Thầy buồn mà ông nói buồn cho bá tánh hết mù rồi tới đuôi. Ông dạy chúng ta rõ ràng hết trơn, giáo lý Đức Thầy là dạy rõ hết trơn mà chúng ta không có lo coi. Thành tử ông nó buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi đó, mà mình nó không có lo. Thành thử ra bây giờ là ai chưa coi giáo lý Đức Thầy nên về gán cha lại và gán lo tu, chứ ông nói ông buồn rồi là mình khổ tới đó. Thành thử ra ông nói buồn, ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong bá tánh nhộn nhàng lắm thay. Bây giờ dịch bệnh này có phải là nhộn nhàng là cũng như là bị bệnh dịch tả, mà trong cái bài dịch mà nó nằm ở trong chuồng mà nó gộ quý vị, nó nhảy dựng chết đó. Mà bây giờ là dịch bệnh này quý vị thấy nó toàn cầu thế giới không? Là chết hay là đầm ấm hết trơn không? Thành tử ra ông nói thấy trong bá tánh nhộn nhàng lắm thay. Rồi ông nói năm ngọ chưa thấy nạn tai. Đây cho nên nó dịch bệnh nó kéo tới là chưa thấy nạn tai, là nó thí dụ giặc giả chiến tranh hơn, hoặc là nạn tai sóng thần, hoặc là nước lụt. Đó, mình không biết nạn tai nào. Nhưng mà ông nói là năm ngọ chưa thấy nạn tai. Năm mùi lao khổ lắm thì dân ơi. Tới cái năm mùi đó là dữ dằn lắm nghe quý vị. Cái năm mùi là Đức Thầy nó chừng gặp tuổi mùi thì bá tánh biết khăn đó nghe. Không tu rồi tới chừng đó là sẽ thấy cái cảnh khổ liền. Thành thử ra ông nói năm mùi lao khổ lắm thì dân ơi. Rồi nó tháng 3 đó, bệnh khổ đứng ngồi. Tháng 3 bây giờ mình mới có tháng 2 gắng lo tu nghe quý vị. Chứ ông nói tháng 3, không biết tháng 3 nào, mình nên cố gắng lo tu. Nó thành tử ra ông nói tháng 3, bệnh khổ đứng ngồi chứ. Tháng 4 phải động một hồi chúng sanh. Động là mình không biết là động cái gì nữa nghe quý vị. Có khi động là sập đất nghe quý vị. Hay là động chạm cái nổ núi không chừng nữa, mình đâu có biết. Thành tử ra ông nói tháng 4 phải động một hồi chúng sanh. Mau mau cố thủ làm lành, chí công tu niệm không thành cũng ưng. Là ông kêu chúng ta là mau mau cố thủ, là nói ví dụ giờ người ta mà muốn lợi là cho biết rằng là ta lợi ta quánh mình đó, thì mình phải mau là phải kiếm cái thế rằng mình thủ. Mình thủ là mình phải né đó. Còn con ông ba thì cho chúng ta biết là trời chuyển thì ắt phải mưa, lượt dày bất chí lượt thưa trái đầu. Ai cũng biết là trời chuyển là phải mưa tới, mà mình phải né lúc làm sao mà là đừng cho ướt mình. Nó thành thử ra là ông nói mau mau cố thủ làm lành, chí công tu niệm không thành cũng ưng. Và tất nhiên chúng ta không thành cũng ưng là chúng ta không thành Phật được, không thành thánh được, không thành tiên được, không thành thần được. Thì cũng ưng là sao? Vô dự hội long qua dự hội long văn, được làm văn Phật quốc hưởng sự thái bình, là cũng ưng, là cũng mừng đó quý vị. Cũng mừng là chúng ta được làm văn Phật quốc hưởng sự thái bình. Đó là không thành, là không thành lên tiếng Phật tất tiên. Đó, thành thử ra là mình nên cố gắng
nếu không thành thì sau này chúng ta cũng làm dân Phật quốc cũng ngon lành. Thành thử ông nói chí công tu niệm không thành cũng ưng, gọi là tháng năm đó bệnh khổ tưng bừng hết trơn. Ở cái tháng năm là bệnh khổ này là nó siết dữ lắm nghe quý vị, tưng bừng là khắp nơi chân đó nha. Cũng như là ông nói nước kia lửa nọ tưng bừng đó, tất nhiên là nó tưng bừng là nó dữ dội nó. Thành thử mình nên cố gắng, chứ ông nói tháng năm bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng sáu lấy lừng âm binh. Âm binh là coi chừng đó là cái binh này là binh tướng, binh lính hoặc là binh trên trời đưa xuống, thì cái đó là mình giải binh là cái binh nào thì Đức Thầy cũng cho biết rằng nó sẽ ra hết, nó sẽ tới hết. Bây giờ mình chỉ nói là tóm tắt là binh tướng đi, thì bây giờ mình nói là ông nói tháng 6 lấy lừng âm binh, tới tháng 7 đó đá nổ ầm ầm nghe quý vị, đá nổ ầm ầm là chưa biết là như thế nào, đá thì ở núi mới có đá. Mà nãy ông nói là cho chúng ta biết rằng là âm binh giao khắp trên không, ba đêm vượt trước mênh mông cứu người, núi tan là núi nổ đó quý vị, đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin. Thành thử ra bây giờ ông nói là tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 thầy nằm làng khang. Nếu mà là quý vị không tu nên đá mà nó nổ nó văng ra chúng quý vị cũng chết, chứ đừng nói tới chi các thú dữ, đừng nói chi tới giặc giả chiến tranh, đừng nói tới chi năm chào nổi dậy, đừng có nói tới chi là dịch bệnh. Thành thử ra đá mà nó chịu núi nào nó cũng nổ nó thì quý vị biết rằng là văng không cũng đủ chết. Thành thử ra ông nói là bước qua tháng 8 hay nằm làng khang ở trên. Rồi ông nói tháng 9 dân chúng nào an, phong thần giáng xuống không toàn đứng đâu. Phong thần là trên trời mà đưa xuống rồi là việc việc nó còn hơn giặc giả chiến tranh và các thức dữ quý vị ơi. Cái phong thần là không có thể nào sót ai hết trơn đó, không sót ai hết trơn. Tại vì ông nói lực nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Tới phong thần giáng xuống là quý vị giữ tận đó. Là quý vị biết phong thần là như thế nào không? Là quý vị sau này cùng phim phong thần, quý vị coi cùng phim phong thần đó, là sau này đó là y gan như là phong thần tại thế xuống đó. Là công chúa Đào Lư xuống đây nè, quá phép có thể dâng nước tới trời, lửa tới trời đó. Thành thử ông nó phong thần giáng xuống không toàn đứng đâu, là không còn chỗ đứng nữa quý vị đó. Là tới chừng đó ông nói quá phép tài hay chết hằng hà đó. Đến chừng đó con lại lạc gia khắp bốn phía khói bay dần dũng, chừng hộ kiến có thầy giáo chủ giặc chiến chinh dây phủ trùng trùng bên trên. Quý vị biết rằng tới chừng đó là dữ tận, là phong thần giáng xuống là dữ lắm đó. Bên đó là tới chừng đó là quý vị coi cùng phim phong thần, là sau này y gan như cùng phim phong thần, công chúa Đào Lư nó xuống là nó quá phép một cái đó, là nó càng con Phật con ma gì nó càng chết rụi hết trơn luôn. Thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng chết để chúng ta không thể nào sống được đó. Thành thử ra ông nói là rồi là tháng 9 dân chúng nào ăn không thần giáng xuống không toàn nữa đâu. Rồi tới tháng 10 đó nhiều việc ly kỳ. Ly kỳ là cái chuyện lạ, chuyện lạ mà nào giờ hổ lang nó là ở đâu mà quý vị thấy. Ông nói nhiều việc ly kỳ, hổ lang ác thú gì thì nhảy ra. Nó ở đâu mà nó nhảy ra? Ở trên núi á, nó xuống ở đây trùng trùng đẹp đẹp, là tại vì cái tháng 8 hay cái tháng 7 là núi nó nổ rồi. Nổ thì mới ẩm văng ra chứ sao? Thành thử ra tới 10, tới tháng 10 đó là nhiều việc ly kỳ, hổ lang ác thú gì thì nhảy ra. Nhảy ra là nó ra nó lụm là những cái người mà ăn mặn không tu. Nói này nó hơi đụng chạm quý vị cũng thông cảm. Chứ ăn mặn là còn mập mập là nó ra nó vớt trước hết đó nghe quý vị. Thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng về chuyện này lo ăn chay quyết liệt lên ăn là chúng ta sống qua đời thượng cổ. Tại vì tình thương mến thương nói quý vị cho hết lời để quý vị góp nhẹ vào lòng lo tu thôi. Chứ em cháu nói cô không có ít lời gì cho em cháu. Thành thử ra nói có khi ta còn mạng ta dặn mình nữa. Nhưng mà dặn mình bao nhiêu thì là mình có phước bao nhiêu quý vị ơi. Thành thử ra giờ mình nên cố gắng đó. Ông nói tháng 10 nhiều việc ly kỳ, hổ lang ác thú vậy thì nhảy ra, chạm lòng tiều lão si ga, nhân sanh từ trẻ đến già không có an. Không có an là không có yên hết trơn. Không có đừng nói trẻ già gì không tu là tiêu hết nha quý vị. Thành thử ra mình nên cố gắng và lo tu.